làm mấy cái đốm nhỏ nhỏ ấy, làm mấy cái đốm nhỏ nhỏ, ờ có vần có nhỏ 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 nhỏ. Ừ đó, trong không gian đó em có cho thêm thêm màu xanh vô đi cho nó giống hồ nước á, cho nó đẹp hơn. Mình tưởng tượng con cá nó đang bơi trên hồ nước, ở dưới có mấy hòn sỏi thì mình cứ làm cho nó có thêm màu vô, một hòn sỏi sáng 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 vậy đó. Đúng rồi, thêm màu ở cái rìa luôn nè. Đúng rồi, cho nó mờ mờ bớt cái rìa dưới luôn. Đúng rồi. Đó. Thêm màu cái rìa luôn, thêm màu đây luôn. Cái này ở đây nó còn sáng quá nè. Đó. Đi ra cái rìa luôn, đừng sợ. Nó càng mờ mờ càng đẹp, càng tự nhiên. Vẽ 3D mà. Đó. Rồi, cho lan lan lên xíu. Độ sáng này nhiều quá. Ừ đúng rồi, độ sáng ít thôi đó. Diễn tả là sao, có chiều sâu đó, nó nổi lên hết màu chưa. Rồi xúc bình đi. Đó, con cá với hình này là vẽ bằng máy hết nha. Không có sử dụng cái cọ nào hết nha. Ghê không? Sử dụng máy duy nhất á, cầm cái máy vẽ luôn á. Nói chung thì tập thì vậy thôi, mốt thì về còn ấy thêm nữa. Đây hình này muốn học trò vẽ nè, dữ không, học trò vẽ nha. Đó.